giờ mình đã tới qua Brisbane rồi, cách Sydney khoảng chừng một tiếng đồng hồ bay nữa. Ở trên bản đồ thì mình thấy Mori chỗ này là ở cái chỗ đội người ta tắm nước nóng. Đợt đi du lịch cũng rất là nhiều, Tây phương thì cũng khoảng chừng 1/3. Với khoảng cách này thì khoảng chừng một tiếng đồng hồ nữa mình sẽ tới Sydney. Đây hiện tại như toàn rừng núi không ạ. Ok, đây bye bà con nha.